Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Vẫn là một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Mình ngồi đây, bên cạnh là bộ PC. Vì thế, nội dung chính ở trong video ngày hôm nay đó chính là mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái combo để anh em có thể chiến game. Mình biết ở đây các bạn có thể nhìn được dòng chữ RTX. Bây giờ dòng 3000 series đã ra mắt rồi, thế nhưng chúng ta vẫn chưa có được hàng. Vì thế 2000 series nó vẫn rất đáng mua. Và bên cạnh mình nữa, đây là dòng bo máy chủ vô cùng quen thuộc. Hãy cùng mình tìm hiểu xem những linh kiện này có điểm gì đặc biệt. Thay vì lan man quá nhiều về các sản phẩm linh kiện khác, tại sao chúng ta không tập trung luôn vào nhân vật chính của chúng ta, một nhân vật có thể liên kết được toàn bộ các linh kiện? Thì cụ thể đây đó chính là bo mạch chủ. Đây là bo mạch chủ đến từ thương hiệu ASRock thuộc dòng Pro Series, cụ thể là B460M Pro 4. Thì cụ thể nhé, với dòng Pro 4 anh em có thể bắt gặp được tên cả dòng B, dòng Z. Thì đây là một sản phẩm có hiệu năng chế giá thành vô cùng tốt. Thì cái chữ Pro ở đây theo như mình thấy nó chính là Pro, về hiệu năng chế giá thành của nó là cực kỳ ngon. Rồi cụ thể mình sẽ có tìm hiểu như này, các bạn sẽ phải đánh đổi một số điều. Nếu như hiệu năng chế giá thành của nó tốt, nó có thể cắm được nhiều các loại CPU với nhau, thì cái thứ mà các bạn sẽ mất đi đó chính là phần thiết kế không thực sự ấn tượng ở các thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên đối với dòng B460, cụ thể ở đây thì thiết kế của nó đã mới mẻ hơn một chút rồi. Về phần thiết kế của nó, thay vì được tập trung quá nhiều vào vấn đề hiệu năng này và thiết kế bị tinh giảm đi, thế nhưng bây giờ các bạn có thể nhìn thấy được rõ ràng cái cục tản nhiệt cho VRM. Nó được thiết kế ấn tượng hơn, nó đẹp hơn, nó chắc chắn hơn và tản nhiệt được tốt hơn. Và kể cả hệ thống cung cấp điện nữa, các bạn có thể nhìn thấy cái hệ trước, đồng ý một điều là nó có thể mức giá rẻ, thế nhưng mà cái trông cái phây điện của nó trông nó hơi phèn một tí đấy, nói vui vui là thế. Thế nhưng với thế hệ B460 mới bây giờ, cái phây điện này nó đã trông đẹp đẽ hơn rất nhiều, trông nó vuông vắn và trông xịn sò rất nhiều. Thì cụ thể các bạn hoàn toàn có thể cắm được Intel Core i7-10700 vào mẫu bo mạch chủ này mà không gặp vấn đề gì cả. Còn đối với Core i9-10900 thì mình nghĩ sẽ phải cân nhắc một chút, bởi vì khi đấy chúng ta sẽ phải sử dụng bo mạch chủ dòng Z thì nó sẽ hiệu quả hơn. Bây giờ thì mình sẽ tập trung chính vào những điểm cải tiến trên mẫu bo mạch chủ này. Như mình đã nói từ trước, đó chính là hệ thống VRM được cải thiện hơn này, cái bản heat sink cũng được cải thiện. Tiếp theo đó là khe M2. Ở bên trên cái khe M2 hỗ trợ giao thức PCIe 3.0 X4, tức là 4 làn PCIe 3.0 ấy, nó đã có thêm một cái lớp bảo vệ khe M2, hay cụ thể hơn nó là lớp heat sink để có thể tản nhiệt được khe M2 nữa. Thì với cái lớp heat sink này, chúng ta hoàn toàn có thể cắm SSD vào và không lo lắng vấn đề kiểu SSD quá nóng hay làm việc trong thời gian dài. Và các bạn qua ví thì không lo sợ kiểu SSD sẽ bị giảm tuổi thọ. Và bên dưới nữa, chúng ta vẫn có một khe SSD M2. Tuy nhiên nếu như bạn đã cắm khe trên rồi thì khe bên dưới nó sẽ có giao thức SATA 3. Đây là một điều lưu ý để các bạn nối SSD M2 để không gây lãng phí. Và chúng ta vẫn có khe SSD, à không, thật ra đây là một khe giúp bạn có thể nâng cấp wifi thôi. Các bạn có cả wifi rồi, các bạn cắm vào một khe này thì khi đấy chúng ta có thể không cần mạng dây nữa, chỉ mua về để lướt web thôi, thì cắm wifi nó vẫn tiện lợi hơn khá nhiều và nó gọn gàng hơn khi các bạn cắm dây. Về mặt cổng kết nối thì rất đầy đủ luôn, bởi vì đây là mẫu bo mạch chủ dành những người dùng thông thường mà, USB Type A, USB Type C, HDMI, VGA và thậm chí cổng PS2 thần thánh nó vẫn còn nữa. 2020 vẫn cổng PS2 đấy. Và ngoài ra nữa thì mình sẽ đề cập nhanh qua một số các công nghệ mẫu bo mạch chủ này hỗ trợ, đó chính là AMD CrossFire này. Các bạn có thể đồng bộ LED qua phần mềm Polychrome Sync đấy, thì các bạn chỉ cắm các sản phẩm khác vào vừa đồng bộ LED. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những cái thành phần linh kiện khác, đó chính là CPU Intel Core i5 10400F, là một sản phẩm cực kỳ đáng lựa chọn để kết hợp với mẫu bo mạch chủ này. Một mẫu CPU 6 nhân mà luồng xử lý so với thế hệ tiền nhiệm thì nó được cải tiến hơn rất nhiều, đó chính là về vấn đề luộc được tăng lên gấp đôi, thì hiệu năng của nó cũng vô cùng ấn tượng. Khi mình thử qua một số các phần mềm kiểu Cinebench R20 hay thậm chí là các con tựa game thì hoàn toàn có thể ok để có thể chiến được các tựa game ngon lành. 16GB RAM sẽ dung lượng đầy đủ để các bạn để chiến được các tựa game trên thị trường hiện tại. 8GB RAM có thể là hơi ít một chút, nhưng 16GB sẽ là dung lượng vừa đủ. RTX 2060 Super sẽ là sự lựa chọn của mình. Mình biết bây giờ RTX 3000 series ra mắt rồi, thế nhưng các bạn làm gì đã mua được RTX 3000 series đúng không? Thế nên RTX 2000 series nó vẫn sự lựa chọn đáng mua. Và kể cả nữa, đây là RTX 2060 Super và giá của nó khi so với thời nó mới ra mắt ấy, thì giá của nó đã rẻ cực kỳ nhiều rồi. Thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để các bạn thấy được là combo này khi kết hợp với nhau nó sẽ như thế nào nhé.
Vậy thì các bạn đánh giá sao về combo B460 Pro 4 của ASRock kết hợp với Intel Core i5 10400F và cả loại RTX 2060 Super? Thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Nếu những bạn quan tâm thì có thể click vào. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.